Nhóm mụn thứ hai là mụn mụn nội tiết, có nghĩa là ở cái lứa tuổi của tụi em đó, cái lứa tuổi thanh niên, tuổi dậy thì đó, chị nhắc đi nhắc lại, và những người mà có rối loạn tăng tiết dầu do chu kỳ kinh nguyệt, có nghĩa là gần tới cái chu kỳ kinh là cái tuyến dầu sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn, đó là ảnh hưởng của nội tiết ha. Và một số trường hợp mụn trưởng thành họ bị stress, họ bị rối loạn những cái hormone ở trong cơ thể, họ cũng gây ra một cái nhóm mụn của người trưởng thành, nghĩa là những cái thằng nào mà thuộc cái nhóm mụn bên trong gây ra, do yếu tố bên trong rối loạn gây ra, thì mình phân nó thành cái nhóm mụn nội tiết. Thì cái nhóm mụn nội tiết này mình sẽ xử lý cái triệu chứng, có nghĩa là khi mà nó đưa ra bên ngoài mình xử lý mụn viêm không viêm theo cái triệu chứng bên ngoài, và đồng thời mình phải ổn định cái hệ nội tiết bên trong. Ví dụ như là các bác sĩ thường hay cho uống thuốc ngừa thai để làm chi? Ổn định cái hormone androgen ở trong người của mình ha, nhưng mà phải có bác sĩ theo dõi, được chưa? Một số bác sĩ người ta có thể kê isotretinoin ha, để mà diệt tuyến dầu. Isotretinoin là nó diệt cái thối dầu của mình luôn, nên là sẽ cắt đứt được cái nguyên nhân gây ra mụn, nhưng đồng nghĩa là nó, cái quá trình nó mạnh như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khác. Và đặc biệt là đối với các bạn nữ mà đang trong cái giai đoạn mà muốn có con á, mà lỡ uống cái thuốc đó nó sẽ gây ra dị tật thai nhi. Nên là cái câu đầu tiên khi bác sĩ hỏi ai mà đi mua cái thuốc này nè, là hỏi có thai không, có muốn có thai hay không, rất quan trọng nha. Cái này để ý nè, không được tùy tiện mua cái này tự về uống. Có thể là cô giáo dạy em là nó có thể điều trị mụn được, nhưng không được tự ý làm những cái đó, nhớ nha. Đó, thì cái nhóm mụn không viêm mình sẽ giải quyết triệu chứng, mình cũng có thể chấm BPO để mà diệt những cái mụn mà nó có mụn chút xíu, hoặc là mình có thể lấy nhân mụn ra, những cái mụn không viêm mụn ẩn mình lấy ra và mình vệ sinh sạch, được chưa? Đó rồi, mình nhớ là cái việc tẩy da chết đối với da mụn là cái việc gần như là nó cần thiết, tại vì mình giải quyết được cái vấn đề tắc nghẽn là 50% mình đã giải quyết được cái nguyên nhân của nó rồi. Những cái nhóm mụn nội tiết này nó có thể do cái vấn đề chuyển hóa nóng gan độc tố nữa, có thể là em ăn quá nhiều cái chất ăn đồ có đồ ngọt, nhớ không, chị dặn là ngọt là khắc tinh của mụn, tại vì nó sẽ kích hoạt cái nội tiết insulin, nó hoạt động thì nó thằng insulin hoạt động này lại kích ngược vào tuyến dầu lại hoạt động mạnh mẽ lên, thì đó là cái dòng luẩn quẩn để cho cái mụn nó bị tái đi tái lại hoài. Rồi thì mình có thể thải độc bằng những cái thức uống đồ mát, hoặc là mình uống nhiều nước vào để mình sao mình đi tiểu ra, đó là cùng một cái hình thức để thải độc. Hoặc là người ta hay uống lá dân gian là gì, atiso cũng được nè, rồi mấy cái lá mà mát mát á, ăn canh ăn rau nhiều chất xơ, vitamin, kẽm ha. Đó là những cái giải quyết vấn đề mà mụn nhóm 2 liên quan đến nội tiết. Và cái nhận diện cái nhóm mụn này là mình sẽ vẫn có những cái mụn đầu đen, mụn ẩn, nhưng mà nó sẽ cao, thỉnh thoảng nó sẽ có vài cái nốt mụn viêm. Và khi em đếm cái nốt mụn viêm đó dưới 5 nốt, nhớ cái mốc này, dưới 5 nốt và từ trên 35 cái mụn đầu đen là mụn nhóm 2. Ghi vô, dưới 5 nốt mụn viêm và trên 35 nốt mụn không viêm, đó là mụn nhóm 2.